hồng, nêm nồng độc màu hồng, nêm nồng độc màu hồng. Thì chúng vâng, nọc độc màu hồng, từ khóa với độ nóng phủ khắp mạng xã hội. Một loại nọc độc nhìn qua thì đẹp đẽ, ngon lành đấy, nhưng thực chất lại mang đến rất nhiều tai họa. Money Weekly tuần này sẽ chỉ tay điểm danh một thứ nọc độc lao nhanh, có khả năng hạ gục bất cứ người nào đánh mất lý trí. Đó chính là lòng tham. Mà nói đến lòng tham thì tự nhiên Kim lại muốn làm thơ. Đố ai định nghĩa được lòng tham? Có khó gì đâu một buổi chiều, TV cảnh báo nhiều như thế mà vẫn lao vào như thiêu thân. Anh em ạ, dù thời gian qua thì VTV chúng tôi đã không ngừng cảnh báo, mà không hiểu sao nhiều anh chị em vẫn bị dính độc bởi các đối tượng lừa đảo nhiều thế không biết. Thủ đoạn thì có mới đâu, tuyến cộng tác viên bán hàng online trên nhiều nền tảng, việc nhẹ, lương cao thì chỉ có trong mơ thôi. Để nhận được 20% tiền hoa hồng, người phụ nữ này đã chi hơn 1 tỷ đồng để trả trước tiền mua hàng nhập về của một sàn thương mại điện tử tự xưng. Nhóm này cam kết cuối ngày cộng tác viên ứng tiền ra sẽ được trả lại và nhận được hoa hồng như hứa hẹn. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền xong thì nhóm này đã cắt liên lạc và chiếm đoạt. Tổng số tiền của tôi là gần 1 tỷ. Tôi có liên lạc rất nhiều lần vào cái số điện thoại ban đầu gọi cho tôi để giới thiệu nhưng mà không liên lạc được. Cũng một dạng lừa đảo. Thời gian gần đây, hàng nghìn người dân tại các tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An đã mất tiền tỷ vì kịch bản mua các sản phẩm tại các gian hàng ảo trên không gian mạng. Nhóm đối tượng dẫn dắt nạn nhân mua hàng online để tăng tương tác cho gian hàng, cam kết sẽ trả lại tiền gốc và hưởng thêm 10-20% tiền hoa hồng. Những đơn hàng đầu tiên thì người ta chuyển cả tiền lời và tiền gốc rất nhanh. Về sau thì người ta yêu cầu tăng hạn mức. Tôi không liên lạc được với họ thì lúc đấy biết là bị lừa đảo. Theo tìm hiểu của phóng viên, ít nhất hiện nay trên không gian mạng có khoảng 100 nhóm đăng tải tuyển cộng tác viên, mở đại lý bán hàng online với sự tham gia của khoảng 90.000 người. Phần lớn các nhóm này đều do một nhóm đối tượng hoặc có mối liên hệ với nhau lập nên. Khi nhóm này bị đánh sập thì nhóm khác lại nhanh chóng mọc lên để lừa đảo những người dân ham lợi nhuận cao. Một khi đã trúng độc lòng tham thì cái giá phải trả chính là mất tiền, mất của. Xem đến đây thì nhiều anh chị lại AQ. Ôi, thằng ngầu ấy mà, của đi thanh người. Ôi thôi xin, lỗi của mình, lòng tham che mờ mắt chứ của nào đi thay cho lại. Mà nhắc đến độc tố thì không thể bỏ qua đồ ăn thức uống. Vì sao ạ? Vì dễ bị tẩm mà chúng ta không hay chứ còn sao nữa. Nói có sách, mách có TV. Anh em xem đây. Anh em ạ, mình thích ăn bánh mà cũng thích làm bánh. Thì bây giờ ạ, mình hãy cùng thử phân tích một chiếc bánh trung thu như thế này thì làm hết bao nhiêu tiền nhá. Anh em, Google thôi. Để làm ra một chiếc bánh trung thu tại nhà thì cần có bột này, nhân bánh này, đường này, vân vân mây mây. Và nhìn chung thì chi phí để tạo ra một chiếc bánh nướng thập cẩm truyền thống tại nhà thì vào khoảng 37.000 đồng cho một chiếc. Vậy mà ở ngoài có chỗ họ chỉ bán 3.000 cho đến 5.000 đồng một chiếc bánh trung thu thôi. What? Mà làm kinh doanh thì chắc chắn phải có lãi rồi đúng không? Giá cốt chắc là chỉ tầm 1.000 đồng thôi. Anh em nào yêu bếp dám làm không? Kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh bánh kẹo tại xã La Phù, huyện Hoài Đức. Đội quản lý thị trường số 24 đã phát hiện hơn 100 thùng bánh có nhãn ghi bằng tiếng nước ngoài đang được bày bán. Qua kiểm đếm, số lượng lên tới gần 11.000 chiếc bánh trung thu các loại, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. 2.500 đồng là giá một chiếc bánh được hộ kinh doanh này phân phối cho các điểm bán lẻ. Còn trên mạng xã hội, mặt hàng bánh trung thu cùng loại cũng đang được giao bán rầm rộ. Với lời quảng cáo là hàng nội địa bên kia biên giới, mức giá khoảng 100.000 đồng 1 kg, số lượng bao nhiêu cũng có. Lấy 50 thùng thì hôm nay chị đạt thì khoảng bao lâu thì có? Hiện tại thì em đang sẵn tầm 15 cân ấy. Thì nếu mà chị đạt thì tầm 3-4 thùng thì có. Giá rẻ nhưng chất lượng có đảm bảo quy trình an toàn thực phẩm thì không ai biết, bởi các sản phẩm này đều không hề có nhãn mác phụ bằng tiếng Việt, đơn vị nhập khẩu cũng như hồ sơ công bố chất lượng theo quy định. Chỉ trong một tháng qua, đội quản lý thị trường số 24 đã 2 lần phát hiện, thu giữ hàng chục nghìn loại bánh trung thu không rõ nguồn gốc.
Thế mới thấy là trong bối cảnh giá cả vẫn đang căng căng như hiện tại thì cái gì rẻ rẻ một chút ai chẳng thích, phải không anh em? Nhưng mà anh em phải hết sức tỉnh táo. Thấy tôi phân tích giá nguyên liệu ở trên chưa ạ? Mình mà không chú ý, cứ ham rẻ thì khéo tiền đi chữa bệnh còn đắt gấp hàng chục lần tiền mua bánh trung thu siêu rẻ nó chê mất. Tuy nhiên cái này mới đang nói này, biết là trái pháp luật mà vẫn cứ lao vào mới gọi là kinh khủng. Tôi đang muốn đề cập đến những chủ nhân đầy cố ý của những tấm bằng lái xe giả. Biết giả nhưng vì nó rẻ nên bất chấp sự an toàn của chính mình và những người xung quanh, họ vẫn sẵn sàng bỏ vài triệu đồng thay vì vài chục triệu đồng đi học hành tử tế mỗi sự mất an toàn và treo tính mạng của người đi trên đường trên tay lái. Những tấm bằng giấy phép lái xe này là điều kiện bắt buộc phải có của mỗi chủ phương tiện để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Vậy nhưng ở đây, hàng loạt giấy phép lái xe ô tô, xe máy các loại lại chỉ là những giấy tờ giả được ra lò với số lượng lớn. Với cái chi phí mà sản xuất được một cái bằng từ bằng lái xe từ A1 đến bằng F thì chi phí sản xuất thì trên dưới khoảng 500.000 đồng. Sau khi đối tượng bán cho các người cần sử dụng giấy tờ đấy thì mức thấp nhất là 1 triệu đến 3 triệu rưỡi trên một giấy phép lái xe. Tài liệu của cơ quan điều tra cho thấy chỉ trong vòng 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2022, các đối tượng đã làm giả khoảng 2.500 bộ hồ sơ cấp giấy phép lái xe các loại, thu lợi bất chính trên 5 tỷ đồng. Cái việc mà họ không được đào tạo nhưng lại sử dụng cái giấy phép lái xe giả này để điều khiển các cái phương tiện giao thông để tham gia giao thông đường bộ thì đây là một cái hành vi nó hết sức là nguy hiểm và đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của người khác và xâm phạm đến trật tự công cộng và trật tự giao thông đường bộ. Hôm nay Kim nói về chủ đề lòng tham mà cũng xin nhìn thẳng vào thực tế, ai mà chẳng tham. Anh chị em nào bảo mình không có lòng tham, giỏi thì comment dưới video xem nào. Cái gì nhanh, rẻ, tiện, ai mà chẳng thích. Nhưng khoan, chính vì tâm lý đó mà chúng ta dễ dàng lọt vào bẫy của những kẻ hạ độc như chơi. Thành ra vẫn có câu nói vô cùng quen thuộc anh chị em ạ. Miếng mồi ngon chỉ có trên bẫy chuột. Anh chị em phải hết sức tỉnh táo. Còn bây giờ ạ, Kim đi mua bánh trung thu đây. Tự dưng lại thấy thèm thế chứ ạ. Bye!